Từ đầu tháng 6 năm 2014 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tiến hành niêm phong 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trong khu dân cư có mật độ cao thuộc quận Ninh Kiều. Trong đó có 4 cửa hàng bị niêm phong buộc phải cải tạo lại theo quy cách xây dựng để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. 2 cửa hàng khác bị niêm phong buộc phải di dời ra nơi an toàn. Các cái doanh nghiệp sau cái đợt là coi như bị đóng cửa đợt này, nếu mà có nhu cầu để tiếp tục phát triển kinh doanh ngành xăng dầu thì tốt nhất là doanh nghiệp nên đến và các cái cơ quan tham mưu chủ yếu thành phố như là Sở Xây dựng, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để tiến hành là thiết kế, gửi cái bản vẽ thiết kế theo các cái quy chuẩn xây dựng và các điều kiện phòng chống an toàn, phòng chống cháy nổ. Thì được hai cái cơ quan chuyên môn này họ đã thẩm định cái cơ sở của doanh nghiệp đã đủ diện tích về đủ cái bước lùi các thứ để được tồn tại tiếp tục, thì họ sẽ phê duyệt thiết kế và đồng thời lúc đó doanh nghiệp mới tiến hành sửa chữa để sau này được các cơ quan tham mưu cho ủy ban thành phố thì có trên cơ sở đó họ mới là có thể là đề nghị ủy ban mới cấp giấy phép để cho hoạt động tiếp tục. Trước đó, Sở Công Thương đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ di dời cửa hàng xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân An Bình, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa và cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hội, đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh ra nơi an toàn. Theo đó, cửa hàng xăng dầu An Bình có diện tích đất đủ để cải tạo lại theo quy hoạch chung của thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, vị trí từ cửa hàng xăng dầu này đến đường dẫn vào cầu Rạch Ngỗng 2 không đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy cách xây dựng của Bộ Xây dựng. Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, không chỉ có 6 trạm xăng dầu hiện đang bị buộc phải cải tạo, di dời, mà trước đó, trong quý 1/2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã buộc đóng cửa 3 cửa hàng xăng dầu khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo cương quyết di dời đối với các trạm xăng dầu không đảm bảo quy cách xây dựng và an toàn phòng chống cháy nổ.